Thành Công chào cả nhà, chào tất cả các bạn đồng nghiệp nha. Hôm nay Thành Công lại tiếp tục thăm bẫy rắn cả nhà. Chương trình là 50 cái nghe cả nhà. 30 con chuột, bầu tai bắt rắn, cái tủ lưới với lúa nha cả nhà. Nè, tủ lưới thì rồi mới nha cả nhà. Hai gói thuốc hút kiết tranh thủ cả nhà. Thì là nói đầu tiên cũng chúc cả nhà luôn làm ăn thuận lợi nha cả nhà. Cùng đi thăm bẫy trải nghiệm với Thành Công, coi Thành Công thăm 50 cái này coi có trúng nữa nha. Thành Công cũng luôn mong cả nhà ủng hộ Thành Công nhiều hơn nữa để Thành Công có những động lực làm những cái video tiếp theo hay hơn nữa cả nhà. Thì Thành Công xin hứa sẽ luôn cùng đồng hành với cả nhà trên con đường làm YouTube này là chất lượng và uy tín nha cả nhà. Thôi không có vòng vo nữa cả nhà. Thì thường bữa cũng thăm với anh Bảy nghe cả nhà. Chào cả nhà, cái anh Bảy kiếm đồng hồ Bảy bữa nay đổi là áo xanh, chắc bữa nay là chừng trúng nghe cả nhà. Thấy cũng vui nè. Rồi thăm nghe cả nhà. Đây tới cái bẫy đầu tiên luôn cả nhà ơi. Hui cái cây. Mệt muốn chết cả nhà. Ghé cái vỏ đằng cầu nghe cả nhà. Cái này còn chuột luôn cả nhà, nó dính cả nhà, chuột cắn quanh ra chứ còn có máy cả nhà. Khu này Thành Công có hai cái nha cả nhà, cái đầu tiên quớt cả nhà ơi, này ngon lắm cả nhà. Rác cứ này mưa quá trời mà quớt hoài chết chết cả nhà. Nhà thấy đặc im ghê, địa hình ngon cả nhà. Dính nè, dính nè, thấy cái đầu nhỏ xíu vậy. Là cất ỉa nè, mini cái gì cả nhà, hai con gì, hai đầu nữa, trời cất ỉa lội cái đồng hôm luôn cả nhà, vui hai con luôn cả nhà ơi, con mini với một con trọng trọng rồi cả nhà, nói được nhất không biết cái đầu quá trời cái đầu cả nhà ơi, cất ỉa mà trời, sướng, ôi cả đấy hai vô cả nhà, ui nhất cái gì cả nhà ơi, ui nó giật giật lên mấy. Tình hình bữa nay là ngon nha cả nhà, căng nha, mà hàng ngắn nhất là coi chừng nha cả nhà, Thành Công vô lúc nữa nha cả nhà, hay là tám đi của Thành Công không? Ồ, nó ú anh mày ôi, kia không ra, lú cái đuôi vô, thọt vô bóc gẹ ra đi. Đâu sóc hơn gà sát sát xuống móc đại bình thường. Ờ chết con rồi. Chết con rồi. Ờ. Vườn không lớn cả nhà. Hy sinh con cả nhà. Con này nhất xiềng em ơi. Ôi dục. Quá bự cả nhà. Nhất xiềng luôn. Ồ. Nhất cả nhà. 650g. Cục đuôi nữa. Hai con ăn được một con. Rồi ăn được con đầu tiên nhất nha cả nhà. Quá ngon cả nhà. Cột tạm ra đi, gần hồi em kiếm dây cho chơi cho cột cái cả nhà biết không, cột nó quấn vô cả nhà rồi cái nó chạy mặt lưới, cái túi lưới uổng, túi lưới này bà chủ bán gắn mà bà cho cả nhà. Anh đi lẳng thăm cái đằng kia luôn đi, rồi há vô chuột luôn mấy ơi, để mất thời gian cả nhà xem đó. Cả nhà xem video Thành Công có hay có nghĩa thì cho Thành Công lượt đăng ký nha cả nhà. Đây là cái thứ hai của khu này luôn cả nhà. Nãy cái đầu tiên kia cũng dính qua, cái thứ hai là bỡ con nhất chứ con nhỏ chết cả nhà. Cái này cái thứ ba luôn. Cái gì? Con mối với con hổ hán rồi. Trời tưởng nó hai con nữa không, nó dốc. Trời ơi là trời, con không ngựa. Ỉa nè cả nhà. Một đống khoan ốc cục nổi bờ kinh luôn. Rồi, chừng nửa ký rồi cả nhà. Trời ơi, ngắn mối nè cả nhà. Hai con mà. Lợp này lợp một phân hai nha cả nhà. Lợp này Thành Công bắt biết bao nhiêu gắn nữa mà mắc của Thành Công gần cả trăm cái nha cả nhà. Mắc năm rồi. Mấy chục cái trường. Được rồi.
không làm clip là thiệt không cả nhà. Chủ nào bán thì gắn cái này, cái nào không bán thì nó chắc cả nhà không bán. Thành công không có hà không có clip quay cả nhà. Sáng thành công đám cưới mà cho bà xã đi, thành công không đi nữa. Hồi hơi hơi gì được rồi, kéo lên quá hồi cái xuống khó mà. Chút nửa ký lô cả nhà. Hổ ngựa dùng mấy bạn sao không biết, hổ ngựa dùng thành công cũng còn có giá lắm cả nhà. Cạp đi. Bao cạp. Cạp đi. Ôi vậy. Hết quần nữa nè. Cái này gắn đực nặng cả nha, chắc nửa kilo quá cả nhà. Ôi cái này dễ quá chị cả nhà. Sướng rồi cả nhà, ba cái ha. Ba con luôn, tính ra ba con luôn. Trời ơi ngủ hạnh kìa. Mà không dám thắt. Chặt quá nó hư tủ lưới rồi. Thành công ốp máy cả nhà. Đưa chuột đặt lại hai cái này coi, dưỡng dưỡng lại cái nha. Đây thành công con cái nha. Gần nhà người ta quá thành công không dám nói lớn nữa nha. Rồi còn chuột luôn cái nha. Không dính nha cái nha. Thành công mất máy cái nha. Đây thành công con cái nha cái nha. Nắng sáng đẹp quá trời cả nhà, nắng sáng tốt quá trời, giấy nắng nắng là đi, mưa hoài thành công cũng không thích cả nhà. Để gắn mà mưa dầm hay nắng lại là trúng. Ôi, cũng ngon cả nhà, con này cũng em nhị nó vậy này. Nó ỉa cục cất cơ kìa. Nó ỉa này cả nhà. Dính chè. Hai con này con thứ ba nữa nha, bốc một chuột ra luôn. Đấy rồi, dìa tay mất không. Thành công thăm ba bữa kiện luôn cái nha. Nay mời mốt. Này cũng gần nhì luôn. Gần nhì chứ không được nhì cái nha, mà đẹp. Nhắn ba mình đẹp cũng thấy gặp chuyện cái con này, cái lập phân hai này bắt cái rắn này là ok rồi. Lứa tấm ly thì con gà bắt ngay ni không. Ôi chuột cái nha, bắt ra nó hồi quá. Cột ngang lại đi bé, cột cụm cụm nó dễ chạy. Còn công ốp máy cái nha, ba con cái nha. Đây thành công con cái nha cái nha. Chiếc sáng này người ta đi thăm vườn quá trời cả nhà. Không dính luôn cả nhà. Này còn chuột luôn cả nhà. Thành công ốp máy cả nhà. Thành công con cái cả nhà. Quá trời che chút cả nhà. Nắng chết. Dính cái này dính miếu xìu cả nhà. Đã dính được hai con mini mà kẹt đầu chân, thành công soi lâu quá, thành công cũng không có quay cả nhà. Mấy cảnh kẹt đầu nữa. Bắt lâu dữ lắm, thành công cũng không có quay nữa. Gì à? Chết chuột hay gì? Dính gắn nghiền nó ói chuột cho nó thúi. Nó dính gắn ói chuột luôn. Trời ơi trời ơi, chuột bự cũng bự quá nè không? Không có nửa ký rồi kìa nha. Cái chồng cái. Đã không cái nha. Ra không có được đâu mẹ ơi. Thả cho ra mọi ơi. Tóm nhiều con yếu, yếu gắn lắm. Đấy nha. Lấy được con bự. Với con ngựa với hai con mini kẹt đầu. Thành công không có quay được. Thành công sâu với cái nha. Ừ. Bắt gần ha. Cái đó cái nó lồng cái ụt xuống hàng cái nữa kìa. Cứ đặt 3.000 năm chưa vô. Nhóc
Đủ quá cả nhà. Nửa ký, hơn nửa ký là xịt. Trong cải cả nhà. Cải tôi lâu dính con bự bự gì đi cả nhà. Không có tiền. Cái lúa khủng rồi, bữa nay xịt lép rồi. Không cũng còn chừng mười mấy cái nữa hình cái này. Mình không ốp máy vô chuột được lại cái này cả nhà. Đây thành công con cái này cả nhà. Kỳ hồi dính con gì biết sao bất dịch trên cả nhà. Rồi mình phải cực đáy gì trên cả nhà. Con chuột luôn cả nhà. Con gìn kia cả nhà. Mình cần bóp máy cả nhà. Ở đây thành công con cái nữa cả nhà. Hình này quá trời ngon cả nhà. Nè. Nhà thấy quá im. Này mà thắng nước để cái là thứ nào chịu nổi luôn ha. Cả nhà. Nhìn cái nhăn nhăn nữa vậy. Trắng cái cò luôn dính gắn một xíu. Quá trời cái bài tre nó dài đẳng cả nhà. Trắng. Trời trời vậy con này đi trời. Gắn có tí xí cả nhà. 200 gram mà cả nhà. Cái gì chứ gắn nó lọc bự, cái gắn nó nhỏ cả nhà. Đủ. Cái gì gắn này không có dưới 200 gram. Thì lợp phân 2 mà nó, nếu mà nó nhỏ nhỏ lọt nó hết mẻ rồi. Lợp phân, lợp phân 2 cả nhà. Cả nhà thấy ở cái lưới bành kia. Mini đã vui canh nó 200 ngoài không phải như nước tấm phần tấm ly kia được không cả nhà. Hôm nay là cái mini gắn đẹp hơn. Mình còn ốp máy cả nhà, vô chuột được lại cái này. Đây mình không con cái cả nhà. Chia là 5 là không được dính. Không mấy cử không thấy dính cả nhà. Còn chuột luôn cả nhà. Quất luôn cái nhà, không dính luôn cái nhà. Đây công con cái này cái nhà, bờ gành ngon lắm cả nhà. Đẩy lúa hay gì? Hả? Gì hả? Kỳ nè cái nhà. Con này cũng bự cả nhà. Con gần 400 gram cả nhà ơi. Cả nhà, đứt hết cái đứt. Trời đây luôn. Ồ nó dễ hai đậu luôn. Vô lâu. Này dính thừa gắn cả nhà, mà gắn bự bự không cả nhà. Hai con trọng cải rồi đó, con này. Gắn gì đây còn giá 300 nha cả nhà. Ngon lắm. 300 mà kiếm 3 con nhiều thôi là thấy kiếm 500 ngàn đi. Trời lúa. Cái cất hết biết nè trời. Rồi ngắn này. 400 gram yếu. Im cả nhà. Còn không ốp máy vô chuột đặt lại cái này cả nhà. Không con cái nữa nha. Ừ dưới đó. Không đặt ở dưới mé gọi lên chạy ghe là thấy đâu trên này chống. Còn không nữa. Còn không? Vô. Lắm lòng mới gặp. Cái chống lỏng nha. Trời ơi trời. Ủa, trời quá trời con nhất cả nhà ơi. Thằng thiên địa ơi con ngắn. Lắm lâu rồi. Hết biết ngắn cả nhà ơi. Em cần bắt luôn cả nhà. Bắt em nó ra luôn cả nhà. Quá mừng cả nhà ơi. Được con này là bữa nay kiếm chịu ngoài là phải ghê cả nhà. Thành công nó thiệt chứ thành công với 7 gắn này. Thành công không cần dính nhiều nữa cả nhà.
Mình không chỉ cần dính điều điều là được rồi cả nhà ơi. Thiệt luôn. Rồi dính điều 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 là ngon cả nhà. Bò ra cây em. Chung gắn đứt mà cả nhà. Bò ra cây. Nó không dính thì cái kia. Ôi 700 xìa. 700 có trên cả nhà. Gắn này 700 750 gram luôn cả nhà. Quá sướng cả nhà ơi. Vô gắn nó cái bọc nó dừng lên nữa cả nhà. Quá đã cả nhà. Thành công còn đằng đó đó cả nhà. Gần cái cầu đó một cái nữa. Thành công vô chuột cái này đặt lại rồi thăm cho cả nhà xem ha. Con cái này cả nhà. Cái nãy bắt nhất á, người tới cái này. Con ta hay kệ ta. Có. Gì? Trời ơi, cắn banh đâu. Rồi dập ra là có hàng nữa cả nhà. Ê, còn chuột luôn. Ôi ơi, chuột nó khủng luôn. Nhìn cho nó cái ngay. Rồi, cái ngay vô. Banh bao đi. Nắng, vô mát rồi. Lấy cái bao kia vào lại cho nó. Trời ơi, nó quắn kìa. Chết mẻ thuộc rồi. Con này gắn gì nữa cả nhà. Cái này cũng không có dưới 400 gram mà kìa, trời ơi anh chuột tôi còn kìa, có anh cắn ta kìa nha. Cái hình dưới nhà đồm luôn đó nha. Hay làm gì? Làm đó. Hả? Làm đó. Trời nó chắc cắn kìa. Nó hùng cả nhà. Chậu bắp chuối hay làm gì vậy? Nước ốc hả? Nghe tài đâu phá gì thấm nước. Rồi con này gần nước lô luôn cả nhà. Gần nửa ký luôn, 400 450 là xiên mà. Đi. Còn đó, kệ người ta đi. Thôi, ai tham thì mắc bẫy thôi chứ giờ đặt bẫy một cà lù đặt không có cả nhà. Đặt nhét cái giống như cái đều đặt không có. Cái này thành công vô cái nha. Thành công giá anh chịu ngoài là khỏe luôn. Giờ này là anh chịu ngoài đó cả nha. Lấy cho thăm mấy cái này cũng ngon. Còn còn cho nó 3.000 thôi. 3.000 con nhất thôi. 4 con rồi. 4.000 con nhất thôi. Con này 3 cái ngoài gắn rồi. Thành công ốp máy cả nha. Quá sướng cả nha. Đây có một cái mà tao phát đỏ với con cả nha. Tên xui cả nha. Mày đặt cái này chắc cũng không nổi nữa nè. Mất luôn cái gì rồi. Cái gì? Không mất luôn rồi. Hơn. Ôi ơi trời cổng thịt khẩn. Còn chuột luôn nữa nha. Anh cũng dính cả nhà. Về luôn nữa cả nhà. Bảy thăm hai con. Hai cái dính được hai con mini nữa nè cả nhà. Đây bị phụ thai rồi xuống vỏ bắt luôn cả nhà. Thành công không có đi theo. Trời ơi trời, gắn. Không có tí xí xì cả nhà. Con kia bự không? Bự luôn đấy. Con này thăm trễ chút xíu là kẹt đầu luôn. Con này bự hơn cả nhà. Hai em. Cũng được cả nhà. Không cần dính nhiều, chỉ cần dính điều điều thôi. Nên thành công vô cả nhà ơi, vui cả nhà. Vì nhà vợ cự tót tét rồi. Hết đưa đít vô nhà cả nhà. Gắn con đẹp mà. Đây hô hành không cả nhà. Có vỏ đi nó rộng rãi cả nhà. Lần hai anh em đi cái xuồng năm rồi bị chìm cả nhà. Trời ơi nó ối kìa, gớm. Mắm bò hóc quên vỏ mình phụng. Ủa con này trọng hơn 2.5 xiền. Nhúng nước con cá này mày. Gắn nhất gà kìa. Ủa quá wow, cả nhà. Thành
công dày luôn cả nhà. Con cộng ấp mái cả nhà. Đèn công con cái nữa nha cả nhà. Gì? Cứ tắm đi cạc đầu nữa còn gì mà ăn. Vô trùng cả nha. Mình không ốp máy cả nha. Cứ tắm đi cạc đầu nó ngắn quá lớn cả nhà, để mình không cứu vớt rồi nó cả nhà. Rồi cả nhà ơi, thành công còn có hai cái bẫy cuối cùng nha cả nhà. Thành công ở đây chờ giữ vỏ với có bọc gắn cả nhà, xách theo anh bẫy lội cái bờ ganh này xa lắm cả nhà, bờ dừa rồi chống cả 200 m, làm hai cái chút trở ra rồi mình cho kết quả cả nhà hết cả nhà. Thành công ngồi đây chờ cả nhà ơi, rồi hai cái cuối cùng luôn đó cả nhà. Cả nhà anh bẫy thăm hai cái cuối cùng chết gắn gã thay cả nhà. Mình công xuống vỏ rồi kết thúc video cả nhà, xem được thành quả bao nhiêu cả nhà. Công ốp máy cả nhà. Rồi thì thành quả của thành công hôm nay cả nhà ơi, 50 cái. Cái này chắc cả 4 kg cả nhà. 4 kg có giá nha cả nhà. Đây, gắn chất lượng thằng cả nhà ơi, nhất nhì nhiều nha cả nhà. Con em hổ ngựa mini, con em ngựa chừng 450 nửa ký nha cả nhà. Còn nhiều hổ hành khủng không à. Thấy nha. Hổ hành là con còn cả 700 g, còn con kia chắc cả 600 g. Với mấy con kia nữa ký 450 g không nha cả nhà. Không có nhỏ nữa nha. Thì thành quả thành công 50 cái là ngày hôm nay cả nhà. Ngày mai thành công cũng dẫn đi thăm tiếp, ngày mốt thành công dẫn đi thăm tiếp 3 ngày. Thăm xong cửa này thành công kéo lưới gì làm tiếp tục cả nhà, đặng xuống đặng có thăm mỗi ngày cho nên làm clip cho cả nhà mình xem á. Xem video thành công thứ hai nhớ đăng ký kênh ủng hộ thành công để thành công có động lực làm những cái video hữu ích hay hơn nữa cả nhà. Thành công phải diện cả nhà. Thành công chào cả nhà nha. Chào cả nhà các anh bé. Hẹn cả nhà video tiếp theo cả nhà.